Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay trên kênh VTB Tiên. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh bổ sung theo hướng lệch đông, thúc đẩy hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh hơn, nên hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc quay trở lại trạng thái mưa rác tập trung về đêm và sáng sớm. Ban ngày độ ẩm vẫn ở mức cao. Dự báo đợt mưa này kéo dài cho đến ngày mai 22 tháng 11. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Do có mưa nên cảm giác rét tăng lên, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất ban ngày cũng chỉ dao động trong khoảng từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Còn miền trời rét cả ngày lẫn đêm, vùng núi có nơi rét đậm. Lưu xuống khu vực miền Trung, khu vực Trung Bộ chỉ còn nhiều mây và có mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ vì thế cũng chỉ ở mức thấp, trời rét ở phía Bắc của miền Trung với nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 15 đến 18 độ. Ở Trung Trung Bộ, trời se lạnh từ 19 đến 22 độ và mát mẻ ở các tỉnh Nam Trung Bộ từ 20 đến 23 độ. Trở xuống khu vực phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ có thời tiết phổ biến là chiều tối và đêm có mưa rào và dông, vài nơi ngày nắng. Lưu ý vùng cao Tây Nguyên về đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng từ 15 cho tới 18 độ. Còn ở Nam Bộ mát mẻ với nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của lượng áp cao lục địa suy yếu chậm nên trong ngày và đêm nay, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Thưa quý vị và các bạn, theo như mô hình dự báo sớm GFS của Mỹ thì khả năng đến những ngày tuần sau, trên vùng biển phía đông nam Philippines sẽ hình thành một áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển đổ bộ vào đất liền Philippines. Không loại trừ trường hợp áp thấp nhiệt đới này sẽ vượt qua Philippines và tiến vào Biển Đông nước ta. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm nên độ chính xác chưa cao. Vì tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị đăng ký để theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.